Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Vì một vùng biên no ấm, ghi nhận về những đóng góp của các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Pù Nhi đóng trên địa bàn huyện Mường Lát. Cuối chương trình là một số hình ảnh đẹp về chợ phiên biên giới Nhì Sơn. Sau đây là nội dung chi tiết. Mỗi lần được đến với các bản đồng bào dân tộc Mông ở Pù Nhi, huyện Mường Lát, chúng tôi lại thấy những đổi thay tích cực của mảnh đất nơi vùng biên viễn xa xôi này. Trong những đổi thay ấy, có một phần đóng góp không nhỏ của các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Pù Nhi. Các anh đã và đang ngày đêm gìn giữ sự bình yên cho từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, giữ gìn ấm no hạnh phúc cho mỗi bản làng. Đồn biên phòng Pù Nhi có nhiệm vụ quản lý bảo vệ 25 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào trên địa bàn hai xã Pù Nhi, Nhì Sơn và một xã nội địa là Mường Lý, huyện Mường Lát. Đây là địa bàn sinh sống chủ yếu của đồng bào các dân tộc Mông, Thái, Giao, Khơ Mú. Đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Tình trạng truyền đạo trái pháp luật, hoạt động tàng trữ buôn bán sử dụng trái phép chất ma túy có nhiều diễn biến phức tạp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Nhận thức rõ việc bảo vệ vững chắc vùng biên không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng bộ đội biên phòng mà còn là trách nhiệm của toàn dân, cấp ủy chỉ huy đồn biên phòng Pù Nhi luôn xác định phải làm tốt công tác dân vận, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững bền, làm cơ sở, nền tảng vững chắc cho việc triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo. Với phương châm bốn cùng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc và bốn bám chính quyền, bám đường lối chính sách, bám dân, bám bản. Cấp ủy chỉ huy đồn đã cử các cán bộ chiến sĩ xuống các thôn bản để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, tăng cường mối đoàn kết quân dân, xây dựng niềm tin của nhân dân với Đảng. Chúng tôi là trực tiếp vào đây ở với bà con, bám dân, bám bản và hướng dẫn bà con về cái cách chăn nuôi này, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó là làm tốt cái công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn, đặc biệt là tại bản Pù Ngùa. Đấy, cho nên là cái trung bản đây là cũng thời gian trước là cũng hơi phức tạp về cái chỗ đạo tôn giáo, nhưng trong thời gian mà chúng tôi triển khai cái công tác tuyên truyền vận động phối hợp với các ban ngành chính quyền địa phương trực tiếp vào đây tuyên truyền thường xuyên tuyên truyền vận động họp bản, bà con đã chấp hành tốt cái đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước. Cùng với công tác tuyên truyền, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Pù Nhi đã hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng các mô hình khuyến nông khuyến lâm hiệu quả cho người dân trên địa bàn. Tiêu biểu như hướng dẫn người dân trồng lúa nước, thâm canh mô hình trồng ngô lai, chăn nuôi bò lai sinh sản, đào ao thả cá. Từ chỗ chỉ cây lúa, một vụ trên một năm, đến nay người dân đã trồng lúa nước và trồng ngô lai hai vụ. Bên cạnh đó, trong những năm qua, cấp ủy chỉ huy đồn biên phòng Pù Nhi luôn duy trì đều đặn chế độ giao ban với cấp ủy chính quyền địa phương, triển khai các nội dung biện pháp thiết thực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, thường xuyên cử cán bộ chiến sĩ trực tiếp đến từng bản làng, từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không nghe theo kẻ xấu, đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, phá hoại của kẻ thù. Với phương châm vững biên cương phải yên thôn bản, cán bộ chiến sĩ từ đồn đến các trạm chốt đã sát cánh với lực lượng dân quân các bản tiến hành tuần tra đường biên cột mốc, nắm chắc tình hình nội ngoại biên, kịp thời ngăn chặn các hoạt động chống phá của các tổ chức phản động trong và ngoài nước, tập trung đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Bản Pù Ngùa, xã Pù Nhi trước kia là một trong những bản thường xảy ra các diễn biến phức tạp về tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là truyền đạo trái phép. Do tư tưởng nhận thức còn hạn chế, đã không có ít người bị dụ dỗ, lôi kéo, đi theo phần tử phản động, gây kích động và rối loạn tình hình an ninh trật tự. Tuy nhiên, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy chính quyền,
đặc biệt là vai trò của đồn biên phòng Pù Nhi trong công tác vận động tuyên truyền. Hiện nay, tình hình an ninh trật tự ở Pù Ngùa đã ổn định, đời sống của người dân ngày một được nâng cao. Những người trước kia bỏ làng bản, đi theo đạo, giờ đã trở về ổn định cuộc sống. Nhiều người còn vươn lên trở thành điển hình trong phát triển kinh tế ở địa phương. Vì cuộc sống trước kia nghèo đói quá, nghe kẻ xấu dụ dỗ, tưởng đi theo họ sẽ được sung sướng, an nhàn và không phải làm gì, nên tôi đã bỏ nhà đi theo đạo. Được chính quyền địa phương quan tâm và các cán bộ biên phòng vận động tuyên truyền, tôi đã trở về nhà đoàn tụ gia đình và cố gắng phát triển sản xuất. Hiện nay cuộc sống gia đình tôi đã ổn định rồi, không còn lo đói nghèo nữa. Những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Pù Nhi thời gian qua đã củng cố được niềm tin trong quần chúng nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Thực hiện cái nhiệm vụ công tác quốc phòng an ninh trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng biên phòng mà đã làm tốt công tác nắm địa bàn, có nhiều cái giải pháp đảm bảo về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa phương. Chúng tôi đã phối hợp với các lực lượng chủ động ngăn chặn, đấu tranh, xử lý các vụ việc liên quan đến chuyển đạo trái phép luật, vượt biên trái phép, di cư tự do và một số vấn đề khác. Để làm tốt công tác quốc phòng an ninh, địa phương phối hợp tốt với các lực lượng tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến các thôn bản, đặc biệt là đối với các bản Mông. Hình ảnh những vặt lúa nương ngô xanh ngút ngàn và những bản làng trù phú yên bình là tín hiệu vui để bà con nơi vùng biên xa xôi này tiếp tục nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Trong sự đổi thay ấy có sự đóng góp không nhỏ của những người lính mang quân hàm xanh, những người đang từng ngày, từng giờ vững chắc tay súng để bảo vệ cuộc sống bình yên cho bà con dân bản. Ít phút còn lại của chuyên mục Nhịp sống miền Tây hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng hòa chung không khí đông vui, nhộn nhịp của phiên chợ biên giới Nhi Sơn, huyện Mường Lát. Được biết, phiên chợ biên giới này bắt đầu hoạt động từ năm 2017 và mỗi tháng chỉ họp một lần vào ngày 15 hàng tháng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục lần sau.